kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin sáng cuộc sống 24 giờ của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Hôm nay ngày 16 tháng 12 năm 2021, tôi là Kim Yến. Còn tôi là Thúy Dương. Mở đầu chương trình như thường lệ, mời quý vị hãy cùng điểm qua một số những nội dung đáng chú ý. Việc điều chỉnh cách ly F0 thể nhẹ tại nhà là phù hợp với tình hình thực tế tại Hà Nội khi số ca F0 tăng nhanh, nhưng cũng tạo ra áp lực rất lớn với hệ thống y tế cơ sở xã, phường. Cơn bão cuối mùa có tên quốc tế Rai có diễn biến rất phức tạp và cường độ sẽ rất mạnh khi đi vào Biển Đông. Dịch Covid-19 không chỉ đe dọa sức khỏe, tính mạng của mỗi người mà nó còn kéo theo nhiều hệ lụy trong xã hội. Tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực giới đang gia tăng chóng mặt, khiến nhiều phụ nữ phải thốt lên chua xót. Thà là F0 để được đi điều trị, được cách đi, còn hơn phải ở nhà để chịu bạo lực, đòn roi. Tại Israel, người dân đã bắt đầu sử dụng công nghệ mới có thể tích trữ năng lượng mặt trời và sản xuất năng lượng cả vào ban đêm. Một con cá mặt trăng khổng lồ mới đây đã xuất hiện tại một bãi biển ở bang California của Mỹ. Thưa quý vị, trước diễn biến khó lường của bão Rai, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức họp chỉ đạo ứng phó. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với các bộ ban ngành và 20 tỉnh, thành phố, khu vực Trung và Nam Bộ. Theo nhận định, thì bão Rai sẽ rất mạnh khi đi vào Biển Đông. Do đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã đưa ra 3 kịch bản để ứng phó với cơn bão này. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cường độ cực đại của bão Rai có thể đạt cấp 13, cấp 14, giật cấp 16. Trong ngày 17 tháng 12, ở phía Bắc không khí lạnh tăng cường, nên khi vào gần bờ, bão có khả năng suy yếu. Tuy nhiên, các dự báo hiện nay đều nhận định bão suy yếu không nhiều. Ngoài ra, bão cũng có khả năng đổi hướng lên phía Bắc khi đi vào kinh tuyến 113-115. Trước diễn biến của bão Rai, từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 12, các tàu thuyền hoạt động trên biển sẽ có tiềm ẩn nguy cơ gặp rủi ro. Đến ngày 19 tháng 12, gió mạnh do bão sẽ làm ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển. Dự báo, bão sẽ ảnh hưởng vào đất liền vào khoảng ngày 20 tháng 12. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cũng như các đài dự báo quốc tế đang khá đồng nhất về dự báo cường độ, đường đi, khu vực đổ bộ của bão Rai. Đây là cơn bão cuối mùa của năm 2021, nên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã đưa ra 3 kịch bản ứng phó với cơn bão này. Cơn bão này là cơn bão lớn, chúng ta cương quyết không để cho tàu thuyền còn vãng lai ở trên biển, kể cả là những tàu thuyền đánh bắt ở ven bờ. Thứ hai nữa là đối với tàu thuyền ở trên biển, tôi xin đề nghị Bộ Ngoại giao sẵn sàng chuẩn bị có công hàm gửi tới các quốc gia và vùng lãnh thổ để tạo điều kiện cho ngư dân Việt Nam trú tránh. Bộ Tư lệnh Biên phòng chuẩn bị sẵn sàng bắn pháo hiệu trên toàn bộ tuyến ven biển để thông tin cho tàu thuyền của chúng ta được trú tránh. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các tỉnh ven biển cần kiên quyết không để người dân ở lại lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản trên biển. Tại các khu neo đậu tàu thuyền, sơ tán nhân dân, chính quyền địa phương cũng cần có phương án chẳng chống tàu thuyền an toàn, tuyệt đối không để ngư dân ở lại trên thuyền để trông giữ tài sản. Đối với khu vực sơ tán dân, cần tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Chiều tối ngày hôm qua, khoảng 100 cảnh sát, bộ đội, chuyên gia tập đoàn than khoáng sản dừng tìm kiếm hai người mất tích khi đi tìm kho báu. Lý do được đưa ra là do thời tiết tại hiện trường không thuận tiện, nhiệt độ xuống thấp, nếu tiếp tục sẽ tiềm ẩn nguy hiểm cho những người cứu hộ. Ông Vũ Đức Chính, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn cho biết, các lực lượng đã rút khỏi hang tại thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của thời tiết, không khí lạnh tăng cường, trời rét, nhiệt độ xuống rất thấp và nếu tiếp tục tìm kiếm trong hang sẽ tiềm ẩn nguy hiểm cho lực lượng cứu hộ. Việc dừng tìm kiếm được sự đồng thuận của đại diện gia đình nạn nhân. Trước đó vào ngày 9 tháng 12, Ủy ban nhân dân xã Bản Thi nhận được tin báo anh Hoàng Việt Dũng và anh Trần Văn Hoàn vào hang ở thôn Kéo Nàng tìm vàng thì hang bị sập nên mắc kẹt. Cơ quan chức năng sau đó xác định hai người vào hang tìm kho báu theo những lời đồn thổi. Hang sâu khoảng 400 mét, vào được hơn 200 mét thì xảy ra sự cố. Do hang nhỏ, nhiều đoạn chỉ một người đi qua nên lực lượng tìm kiếm chỉ đào được hơn 100 mét sau một tuần. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, trong tuần qua, số trường hợp nhiễm COVID-19 được phát hiện trên địa bàn thành phố luôn ở ngưỡng trên 700 ca. Dù là hệ quả tất yếu sau khi nới lỏng, chuyên gia cho rằng thành phố cần kiểm soát tốt hơn không để dịch bùng phát thêm, tránh gây áp lực cho hệ thống y tế. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp, Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, Bộ Y tế cho rằng khi Hà Nội bắt đầu cho phép người dân hoạt động đi lại,
việc tiếp xúc giữa người với người, đặc biệt là người lành và người mang virus chắc chắn sẽ xảy ra. Khi đó, virus cũng có điều kiện để lây lan rộng rãi hơn. Tình hình dịch và số ca nhiễm tại Hà Nội có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Đây là điều chúng ta buộc phải chấp nhận. Tuy nhiên, thành phố cũng cần sớm kiểm soát tình hình, không để số ca tăng cao hơn nữa. Ông Phu cũng lưu ý khi số ca mắc tăng quá cao, sức chịu đựng của ngành y tế sẽ không đủ. Lúc này, nhiều trường hợp mắc bệnh diễn biến nặng sẽ không được tiếp cận với y tế, cũng như tư vấn và điều trị kịp thời. Từ đó, tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 tử vong sẽ tăng cao. Trước tình trạng số F0 tăng vọt, trong một tuần gần đây, trung bình ghi nhận từ 700 đến 900 ca mắc mỗi ngày. Thành phố Hà Nội đã phải áp dụng cách ly, điều trị tại nhà với những F0 nhẹ, không có triệu chứng. Các chuyên gia y tế nhận định sự điều chỉnh này phù hợp với tình hình thực tiễn, tránh quá tải cho các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19. Vâng, và tuy nhiên là dự báo số ca F0 sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, do đó công tác chăm sóc, theo dõi, điều trị F0 tại nhà sẽ căng thẳng hơn. Lực lượng y tế phường, xã sẽ phải làm việc cấp 3 cho tới 4 lần. Gia đình có tới 5 F0, nhưng có 3 trong số 5 F0 là bác sĩ, nên việc tự chăm sóc sức khỏe cho các thành viên trong gia đình này diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, các bệnh nhân vẫn kết hợp chặt chẽ với y tế địa phương để có kết quả điều trị tốt nhất. Công tác theo dõi điều trị tại nhà và chăm sóc F0 gia đình mình qua điện thoại, Zalo này hoặc là những trang mạng, các thứ thông tin thứ thì cập nhật thường xuyên cho mình thấy rất là hiệu quả. Thì cái mô hình chăm sóc toàn diện tại nhà đối với F0 mình thấy hoàn toàn là yên tâm. Đại diện ngành y tế quận Thanh Xuân cho biết, từ ngày 10 tháng 12, các phường trong quận đẩy nhanh quá trình phân loại để tạo điều kiện cho F0 cách ly tại nhà và hiện có 23 F0 đang được điều trị tại nhà với sự giám sát và hỗ trợ 24/24 giờ từ chính quyền, y tế và các lực lượng hỗ trợ như tổ COVID cộng đồng. Trong gia đình có 4 thành viên này thì có 2 người đang là F0, nhưng do không có triệu chứng nên được cách ly điều trị tại nhà. Trước đó, nhân viên trạm y tế phường đã hướng dẫn đầy đủ cho gia đình cách tự điều trị tại nhà, cấp phát thuốc và theo dõi sức khỏe F0 hàng ngày. Hiện tình hình sức khỏe của 2 bệnh nhân đều ổn định, không sốt. Trạm y tế trả lời là cách ly tại nhà thì cho con ngủ phòng riêng và ở phòng riêng, nhà tạm riêng và mọi thứ vật dụng của con là để riêng. Sốt thì uống hạ sốt và uống xê sủi, khó thì uống thuốc khó. Bọn em cập nhiệt độ, rồi là đó phải nhịp tim, phải nồng độ oxy ở tái. Sẽ phải hướng dẫn họ là từ cả những sinh hoạt đến các cái chất thải, ví dụ như chất thải sinh hoạt này hay là rác thải y tế này, để gọn vào cái túi thì mình sẽ thu gom đi. Được biết, hiện quận Hoàng Mai có 384 F0 đủ điều kiện điều trị tại nhà. Tất cả những trường hợp này đều được theo dõi sát hàng ngày qua điện thoại hoặc cán bộ y tế đến tận nhà. Tuy nhiên, hiện mỗi trạm y tế phường chỉ có từ 8 đến 10 nhân lực. Ngoài việc theo dõi, điều trị những F0 đang điều trị tại nhà, y tế cơ sở các phường, xã đồng thời phải thực hiện các nhiệm vụ điều tra, truy vết những trường hợp F0 trong cộng đồng, thực hiện tiêm chủng cho người dân và lấy mẫu xét nghiệm cho các trường hợp F0 và F1 liên quan trên địa bàn. Khối lượng công việc rất lớn khiến các nhân viên y tế xã, phường đang phải làm việc gấp 3, gấp 4 lần. Ở trước mắt cũng như trong thời gian tới, chúng tôi điều động và huy động cán bộ y tế ở các phòng khám đa khoa của các chuyên khoa để phục vụ cho các việc từ lấy mẫu rồi làm xét nghiệm đến điều tra và thực hiện cách ly điều trị F0 tại cộng đồng. Đặc biệt đối với điều trị thì chúng tôi đã huy động được những cái cán bộ có chuyên môn của các phòng khám đa khoa để hỗ trợ tốt nhất cho cái việc điều trị F0 tại cộng đồng. Trong thời gian tới, dự báo số F0 sẽ còn tiếp tục tăng nhanh. Theo các chuyên gia, việc điều trị tại nhà sẽ tạo thuận lợi cho người bệnh, đồng thời giảm tải cho tuyến trên. Nhưng nhiệm vụ của tuyến y tế cơ sở trong công tác chăm sóc, điều trị F0 tại nhà cũng sẽ căng thẳng, áp lực hơn. Với ngành y tế thì cần phải có một cái chiến lược, một cái phương án để mà điều trị cho những cái người nhiễm SARS-CoV-2, quản lý làm sao chặt chẽ, tránh cái việc lây lan trong cộng đồng, nhưng mà cũng làm đảm bảo cái sự thuận lợi và chăm sóc cái sức khỏe người dân, đảm bảo cái tâm lý của người dân không hoang mang lo sợ nhưng mà không quá chủ quan. Thì chúng ta cũng thấy rằng là rất cần là người dân được chăm sóc sức khỏe y tế từ sớm từ xa, ngay từ cơ sở. Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 13 tháng 12, thành phố có 9.463 F0 đang được điều trị. Cụ thể, tầng 1 của 4 cơ sở thu dung điều trị gồm 3.882 ca, y tế cơ sở và tại nhà là 3.300 ca. Tầng 2 và tầng 3 là các bệnh viện đa khoa cấp huyện, bệnh viện tuyến thành phố, trung ương điều trị cho hơn 2.200 ca.
tổng số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày 29 tháng 4 đến nay là 20.110 người, trong đó số ca trong cộng đồng là 7.612. Để giảm tải cho lực lượng y tế, Sở Y tế Hà Nội cũng đã xây dựng thêm lực lượng hỗ trợ tại từng địa phương để cùng làm nhiệm vụ theo dõi, chăm sóc F0 như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, học sinh sinh viên tình nguyện. Lực lượng này sẽ giảm tải cho tuyến đầu và giúp người dân khi nào nhiễm cũng sẽ được chăm sóc sức khỏe tại nhà. Ngoài ra, những người không đủ điều kiện cách ly tại nhà sẽ được điều trị tại những trạm y tế lưu động. Hà Nội dự kiến thành lập 508 trạm y tế lưu động trên toàn địa bàn. Đau nhức xương khớp là một tình trạng phổ biến xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào. Nghiêm trọng hơn là căn bệnh này đang ngày càng trẻ hóa và gây nhiều ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày. Thế nhưng có không ít người chủ quan, thay vì thăm khám, họ tự ý dùng các thuốc giảm đau cơ xương khớp tại nhà để cải thiện. Sau một thời gian, bệnh xương khớp không hề hết mà nhiều người phải rước thêm các vấn đề về gan, thận và dạ dày. Có nhiều biện pháp để cải thiện căn bệnh xương khớp, nhưng việc theo phác đồ điều trị, sử dụng thêm các sản phẩm hỗ trợ và có những chế độ tập luyện, sinh hoạt đều đặn thì có thể sống khỏe mạnh với căn bệnh này một cách lâu dài. Chị Loan là một công nhân cắt vải trong một xưởng may ở Hà Nội. Rời quê lên thành phố làm việc đã 8 năm nay, công việc của chị Loan mỗi ngày phải đứng cắt vải tới hơn 10 tiếng. Công việc phải đứng nhiều nên dần dần chị có cảm giác đau âm ỉ, nóng ở vùng cột sống và thắt lưng. Nghe tiếng lục cục khi cử động, đau lan ra cả xuống hai chân. Đi khám, chị được bác sĩ chẩn đoán thoái hóa đốt sống lưng. Nhiều khi là đi làm ấy là tôi phải cố gắng hết sức mà về đến nhà ấy là bị đau buốt rồi là nhức mỏi, không ăn không ngủ được. Đi làm ấy là tôi còn phải uống thuốc giảm đau để mà cố gắng đi làm. Có một số loại thảo dược hỗ trợ giải quyết các bệnh lý cơ xương khớp như sự kết hợp độc đáo của phức hợp NanoHerb Flexigo có trong rễ cây móng quỷ và nhũ hương. NanoHerb là cao sấy phun từ hỗn hợp dược liệu giúp khu phong trừ thấp, cường gân cốt, thông kinh lạc, chỉ thống, hoạt huyết, chống viêm, chống oxy hóa. Chiết xuất Flexigo từ cây móng quỷ nhập khẩu là giải pháp tự nhiên để cải thiện sức khỏe xương khớp. Viên xương khớp Hoàng Hường thì được bào chế hoàn toàn bằng các cái thảo dược thiên nhiên. Cái nano hấp của nó thì nó có tới 10 các cái thảo dược. Và cái đặc biệt hơn nữa là nó có flexigo mà chiết xuất được là từ cái rễ của cây mông quỷ phải nhập khẩu của Pháp vào. Thế thì cái sản phẩm này nó có tác dụng rất tốt, hỗ trợ điều trị các cái bệnh viêm xương khớp và những các bệnh thoái hóa khớp. Cũng theo các chuyên gia, ngoài các thành phần trên thì một số sản phẩm hỗ trợ xương khớp có thêm vitamin D3 và K2 giúp quá trình chuyển canxi vào xương thuận lợi và hiệu quả hơn, tránh hiện tượng cơ thể có nhiều canxi nhưng xương không được cung cấp đầy đủ canxi cần thiết, giúp cải thiện sức khỏe xương khớp, ngăn ngừa tình trạng loãng xương. Sau khi có thông tin Campuchia ghi nhận ca đầu tiên mắc biến thể Omicron, Bình Phước và Tây Ninh tiếp tục giám sát chặt cửa khẩu biên giới để ngăn chặn dịch xâm nhập. Trước tình hình ca mắc tăng cao trong một tuần trở lại đây, Bình Phước đang cố gắng áp dụng nhiều biện pháp khác nhau để kiểm soát tình hình. Trong đó, các tổ chốt trực ở biên giới với chủ lực là bộ đội biên phòng được duy trì tăng cường nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh. Theo đó, để hạn chế nguy cơ dịch bệnh từ người nhập cảnh trái phép, các đơn vị cơ sở đã duy trì 100% quân số trực tại 159 tổ chốt, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thực hiện kiểm soát tại các cửa khẩu phụ và các đường mòn lối mở trên biên giới. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết tiếp tục duy trì 65 tổ chốt thực hiện nhiệm vụ kép, vừa bảo vệ đường biên giới quốc gia, mốc giới, vừa ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập. Đại tá Lê Hồng Vương, chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đối với những người ra vào cửa khẩu biên giới, lực lượng biên phòng sẽ kiểm tra giấy tờ tùy thân, kiểm tra chặt phương tiện nghi vấn. Người vào ở lại tỉnh phải trình báo công an địa phương hoặc đồn biên phòng gần nhất trong khu vực biên giới. Người nhập cảnh nếu tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ được cách ly tập trung 7 ngày và theo dõi thêm 7 ngày tại nhà. Đối với những người làm việc tại cửa khẩu, kể cả doanh nghiệp đến làm ở các cửa khẩu cũng phải quán triệt đúng quy định, yêu cầu tuyệt đối đeo khẩu trang, quần áo bảo hộ, phun khử khuẩn phương tiện hàng hóa, tổ chức truy vết F1, F2 khi có thông báo trường hợp dương tính với COVID-19. Từ ngày 15 tháng 12, Cảnh sát Giao thông Toàn quốc ra quân đợt cao điểm đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu năm 2022. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Toàn quốc được yêu cầu tập trung cao nhất về lực lượng và trang thiết bị trong 2 tháng ra quân cao điểm. Theo đó, đợt ra quân lần này thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công an.
Trong 2 tháng cao điểm, cảnh sát giao thông cả nước sẽ tập trung tấn công, trấn áp tội phạm trên toàn quốc nhằm đảm bảo trật tự, kéo giảm tai nạn và ùn tắc giao thông, bảo vệ an toàn các hoạt động vận tải và nhu cầu đi lại của người dân. Các vi phạm được tập trung xử lý là vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, chở quá tải, quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm. Đồng thời, các vi phạm trên đường sắt và đường thủy nội địa cũng tập trung xử lý. Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường sử dụng camera giám sát, cân tải trọng và các công cụ hiện đại đã được trang bị. Lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cũng yêu cầu các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phải đảm bảo phòng dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đồng thời tuân thủ văn hóa ứng xử, chấp hành điều lệnh khi tiếp xúc với người dân. Nhằm tạo thuận tiện hơn cho người tiêu dùng trong việc mang vỏ hộp giấy đựng đồ uống đã qua sử dụng đi tái chế, mới đây một số các doanh nghiệp đã ứng dụng công nghệ trên điện thoại thông minh để vỏ hộp giấy đã qua sử dụng có thể dễ dàng được thu gom ngay tại các hộ gia đình hay cơ sở kinh doanh. Công nghệ này cũng có thể giúp cho người dân hình thành văn hóa phân loại vỏ hộp giấy trong cộng đồng để gìn giữ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Tetra Pak Việt Nam đã hợp tác với công ty VK để đưa vỏ hộp giấy vào danh mục thu gom của ứng dụng VK trên điện thoại thông minh. VK là ứng dụng thu mua ve chai trên điện thoại di động, có mặt trên cả App Store và Google Play Store với khoảng 20.000 người dùng. Ứng dụng hoạt động theo mô hình gần giống với gọi xe công nghệ. Trong đó, người có nhu cầu bán phế liệu sẽ dùng ứng dụng để cung cấp thông tin về loại và số lượng phế liệu muốn bán. Sau đó, ứng dụng sẽ tìm kiếm người thu mua quan tâm tới phế liệu trong phạm vi gần nhất. Ứng dụng này được đánh giá cao nhờ tính minh bạch trong hoạt động thu gom khi niêm yết công khai giá thu gom theo mặt hàng chung của các khu vực, giúp người bán chủ động được thời gian và nắm được biểu giá phế liệu cập nhật theo từng ngày. Ngoài các phế liệu như giấy, chai thủy tinh, nhựa và kim loại, kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2021, thì ứng dụng VK sẽ bổ sung vỏ hộp giấy vào danh mục thu gom tại chỗ. Trong 6 tháng đầu tiên, VK sẽ thực hiện thí điểm thu gom vỏ hộp giấy tận nơi trên địa bàn 10 quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 15 tháng 12, Văn phòng Ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng Bộ Công Thương phối hợp với Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam VCA tổ chức lễ trao giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2021, giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2021 và giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2021. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đã có 35 doanh nghiệp và 26 cá nhân có các giải pháp năng lượng hiệu quả đã được vinh danh trong lễ trao giải 3 trong 1 này. Theo đó, giải thưởng sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất có 7 thương hiệu được trao cúp người dẫn đầu với 139 sản phẩm được trao chứng nhận, gồm điều hòa, tủ lạnh, chiếu sáng, động cơ điện. 17 công trình được lựa chọn trao giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2021 thuộc hai thể loại gồm công trình xây mới và công trình cải tạo. 11 doanh nghiệp công nghiệp được lựa chọn trao giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2021. Đặc biệt, năm nay 26 cá nhân là các cán bộ quản lý năng lượng tại các doanh nghiệp cũng đã được vinh danh trong buổi lễ đặc biệt này. Các giải thưởng được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh các mô hình, giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và trong các công trình xây dựng, từ đó tạo hiệu ứng về mặt xã hội, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phát triển bền vững trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng thời thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện các giải pháp quản lý và công nghệ tiên tiến nhằm đưa ra thị trường các sản phẩm có tính năng kỹ thuật vượt trội, hiệu suất năng lượng cao, tiết kiệm năng lượng. Đây cũng là hoạt động nhằm hiện thực hóa mục tiêu đạt mức tiết kiệm từ 8 đến 10% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc gia của chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. Đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, phát triển bền vững, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Mua sắm trực tuyến đã xuất hiện khá lâu, tuy nhiên thời gian vừa qua trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, xu hướng này ngày càng phát triển mạnh. Nhiều người tiêu dùng đã dần chuyển từ việc mua hàng trực tiếp sang mua hàng qua các kênh tiêu dùng trực tuyến. Thích ứng nhanh chóng với sự thay đổi lần này, vừa đồng hành cùng chính phủ phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, nhiều doanh nghiệp bán lẻ trong nước đã tìm hướng đi mới để kinh doanh. Từ ý tưởng, gia đình chính là điểm tựa quan trọng nhất trong phòng chống dịch. Hệ thống bán lẻ Viettel đã mở rộng kinh doanh, nhắm đến những sản phẩm chính hãng thiết thực cho gia đình. Chuỗi bán lẻ gia dụng.vn chính thức được ra mắt vào ngày 15 tháng 12 với quy mô ban đầu 100 điểm bán toàn quốc và tầm nhìn phát triển thành chuỗi bán lẻ thế hệ mới, phủ khắp 63 tỉnh thành, kết hợp cùng phương thức bán hàng online.
khi mà khách hàng vào đến các siêu thị Viettel thì khách hàng cũng không phải di chuyển nhiều, và khách hàng trong một siêu thị sẽ đủ các sản phẩm về mặt công nghệ cũng như là các cái dịch vụ đi theo. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn là gì, cũng xuất phát từ cái ý tưởng là gia đình thì là một tổ ấm, và mỗi một gia đình thì đều mong muốn là có những cái sản phẩm thông minh hiện đại để cuộc sống trở nên dễ dàng. Đặc biệt mà trong những cái khu vực dịch bệnh vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là các cái thiết bị gia đình ấy, thì nó khá là cần thiết cho các cái gia đình. Vì vậy chúng tôi cũng xuất phát từ khách hàng là chính, và mong muốn cho khách hàng được hưởng các cái lợi thế trọn vẹn trong cái hệ sinh thái của chúng tôi. Gia dụng.vn sẽ là chuỗi bán lẻ hoạt động song song cùng với Viettel Store. Được biết, trong 2 năm 2020 và 2021, Viettel Store đều lọt danh sách top 100 nhà bán lẻ uy tín tại Việt Nam, và quý 3 năm 2021 vừa qua đã tăng trưởng kế hoạch gần 40% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn học sinh lớp 1 và lớp 2 kiểm tra học kỳ trực tiếp, nhiều ý kiến băn khoăn từ đầu năm những khối học sinh này phải học trực tuyến có nhất thiết phải kiểm tra trực tiếp hay không. Trong khi đó, Bộ cho phép các khối lớp tiểu học còn lại linh hoạt lựa chọn hình thức kiểm tra cuối kỳ, cuối năm. Văn bản thiếu giải thích này của Bộ đưa ra cách đây ít ngày hiện gây ra lo ngại cho phụ huynh trong bối cảnh nhiều trường vẫn đang học online. Từ khi biết được thông tin Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hướng dẫn kiểm tra định kỳ với học sinh tiểu học, trong đó học sinh lớp 1, lớp 2 sẽ thực hiện bài kiểm tra cuối học kỳ 1 theo hình thức trực tiếp tại trường. Mặc dù chưa nhận được thông tin cụ thể từ cô giáo, nhưng bà Tuyên ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cảm thấy lo lắng bởi là người trực tiếp kèm cặp cậu cháu trai. Bà hiểu rõ khả năng thích ứng, kiến thức và kỹ năng của những cô cậu học sinh lớp 1 là không hề đơn giản. Từ đầu năm đến giờ các cháu nhìn người thật với cô giáo là như thế nào, chỉ nhìn trên hình ảnh thôi, nên là cái việc học với lớp 1 mà cháu bắt đầu vào đi học này rất là khó khăn. Hai nữa là đến lớp bây giờ cái tổ chức lớp là nó cũng chả biết cầm đến chỗ nào, nó ngồi như thế nào, chưa có một cái tổ chức thì thi cử nó rất là khó. Mà bây giờ cháu cũng chỉ có gọi là đọc được, gọi là viết được thôi, chứ còn thì vẫn rất là xấu. Tôi nghĩ là chắc là cũng không đạt hiệu quả. Con sợ kiểm tra khi đến trường vì con học online quen rồi. Với cả con chưa đến lớp 1 của con bao giờ. Từ đầu năm học đến nay, các em học sinh lớp 1, lớp 2 đã quen với việc kiểm tra trực tuyến. Giờ đến thi trực tiếp, việc bắt nhịp khi trở lại trường cũng là một vấn đề. Hơn nữa, dịch bệnh là điều mà các phụ huynh lo lắng hơn cả. Cô thì cháu chưa được nhìn thì làm sao mà cháu làm bài được. Thì mà lâu nay không đi học thì nói thật là chỉ có khóc thôi, chứ lấy đâu mà học được nữa. Nó không thể tập trung được. Các con nên thi trực tuyến là tốt nhất. Dù là cái hiệu quả nó không thể chuẩn đúng được nhưng đảm bảo hơn cho cái mùa dịch này. Các con lớp 1, lớp 2 ấy, còn chưa quen mặt cô, quen mặt bạn. Tất cả nó đều là ngơ ngác. Tôi thương các con lắm. Kiểm tra các con trong bối cảnh như thế thì về mặt quản lý thì đảm bảo được khách quan, chất lượng, nhưng mà về mặt tâm lý thì không khách quan, bởi vì kiểm tra trong lúc đứa trẻ nó đang không được bình ổn về tâm lý thì nó đâu bộc lộ ra được cái năng lực. Trước những băn khoăn lo lắng của phụ huynh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm rõ, tùy điều kiện thực tế ở các địa phương, các trường hướng dẫn việc kiểm tra đánh giá định kỳ bằng hình thức trực tiếp hay trực tuyến. Ở những địa phương mà học sinh không thể đến trường do dịch bệnh, các trường có thể tổ chức kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ cho học sinh theo hình thức trực tuyến. Muốn có một cái khảo sát kỹ hơn thì chờ đến khi mà dịch bệnh được đẩy lùi, các con được đến trường vài ba tuần thì đấy yên ổn, thì lúc bây giờ kiểm tra sẽ có được một cái đánh giá thực sự là khách quan, trung thực, chính xác và công bằng. Cho dù nó xấu, chất lượng nó kém, đương nhiên thôi. Nhưng mà theo tinh thần của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học có thể kéo dài đấy, không nhất thiết là cuối tháng 5, thêm tháng 6, tháng 7 thì chắc chắn là bù được. Chứ không phải lo là ngồi nhầm lớp. Lớp 1 là lên lớp 2 nhưng mà đọc vẫn chưa thông, viết vẫn chưa thạo. Ở độ tuổi lớp 1, lớp 2, việc đánh giá của các con cũng hầu hết liên quan đến đọc thông viết thạo.
Do đó, bên cạnh đánh giá định lượng thì còn có đánh giá định tính thông qua sự quan sát của cha mẹ, thầy cô, nên hình thức kiểm tra hoàn toàn có thể linh hoạt. Việc cho trẻ trở lại trường sau thời gian dài ở nhà học trực tuyến lại thiết cử căng thẳng nên vô hình chung gieo cho các em nỗi sợ học, sợ đến trường và mỗi ngày đến trường không còn là ngày vui. Tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục điểm báo với những tin tức đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo số ra sáng ngày hôm nay. Trên báo điện tử Lao Động có bài viết chậm trả kết quả xét nghiệm, hỗ trợ y tế có thể khiến dịch lây lan nhanh. Chậm trễ hỗ trợ y tế và trả giấy xét nghiệm COVID-19 có thể khiến cho dịch bệnh lây lan nhanh. Theo quy định, những vi phạm về phòng chống dịch COVID-19 như vậy có thể bị xem xét trách nhiệm, thậm chí là bị xử lý hình sự nếu hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Như báo Lao Động đã đưa tin, một trường hợp F0 sinh sống tại chung cư HH3A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai đã bị bỏ quên, khiến cả nhà lây bệnh. Sau gần một tuần mắc COVID-19, các trường hợp này vẫn phải tự chiến đấu với dịch bệnh tại nhà. Theo chính quyền địa phương, những trường hợp này chưa được đưa đi cách ly bởi vẫn chờ chính xác kết quả xét nghiệm bằng PCR từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội. Bởi trước đó, trong ngày 14 tháng 12, trường hợp F0 khác của phường được đưa đến khu cách ly tập trung nhưng phải quay về do không còn chỗ. Đây không phải là địa phương đầu tiên của Hà Nội chậm trễ trong việc lấy mẫu trả kết quả xét nghiệm và đưa người dân đi cách ly. Theo ghi nhận của Lao Động, tình trạng này cũng đã xảy ra ở một số các quận khác như Thanh Xuân, Ba Đình, khi người dân phải chờ từ 3 đến 4 ngày mới có kết quả xét nghiệm. Trước đó, thì toàn thành phố cũng đã xét nghiệm 12.641 mẫu và phát hiện 762 trường hợp dương tính. Tuy nhiên, thì việc chậm trễ này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Tỷ lệ F1 chuyển thành F0 cũng từ đó mà tăng theo. Không những vậy, hành vi thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch còn được xem xét dưới góc độ về pháp luật. Việc chậm trả kết quả y tế khiến cho người dân đổ xô đi mua kit xét nghiệm nhanh. Và Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh vừa công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về việc là mua sắm kit test xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2, đồng thời quyết định thanh tra các cơ sở ngành nghề y dược tư nhân. Và thông tin này cũng được phản ánh trên bài viết có nhan đề Quảng Ninh, vụ dân đổ xô đi mua kit test nhanh, thanh tra cơ sở kinh doanh thiết bị y tế của báo Dân Chí. Đây được coi là động thái đảm bảo an toàn cho người dân trước thực trạng kit test xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 trong vài ngày qua trở thành mặt hàng được người dân săn lùng đổ xô đi mua. Thậm chí trước sức mua lớn, nhiều cửa hàng thuốc còn rơi vào tình trạng cháy hàng. Để đảm bảo quyền lợi của người dân và hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế thông báo đến các cơ quan, đơn vị cá nhân số điện thoại đường dây nóng ngành y tế tỉnh 0966 631 313 hoặc 02033 825 441 để tiếp nhận và trả lời các phản ánh của người dân liên quan đến vấn đề trên. Ngoài ra, người dân có thể tra cứu thông tin về các loại kit test xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu tại website Sở Y tế Quảng Ninh. .gov.vn, mục thông tin vật tư sinh phẩm phòng chống dịch COVID-19. Tiếp tục chương mục điểm báo là bài viết được đăng tải trên báo điện tử vov.vn. Bài viết với nhan đề mở lại đường bay quốc tế từ mùng 1 tháng 1 phải chờ hướng dẫn y tế đối với các khách nhập cảnh. Liên quan đến kế hoạch thí điểm mở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ chở khách với địa bàn có hệ số an toàn cao, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết đến nay vẫn chưa có hướng dẫn của Bộ Y tế về cách ly, giám sát y tế với người nhập cảnh. Khi hướng dẫn này được Bộ Y tế ban hành, Cục Hàng không Việt Nam mới có cơ sở để đàm phán với các nước dự định nối lại đường bay, từ đó quyết định về tần suất sân bay đi, đến. Sau khi đàm phán xong với các nước về đường bay tần suất, Cục Hàng không sẽ báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, sau đó mới cấp phép bay cho các hãng. Sau giai đoạn 1 kéo dài 15 ngày, sẽ thí điểm giai đoạn 2 trong một tháng. Bộ Giao thông Vận tải sẽ đánh giá báo cáo chính phủ để tiến tới khai thác bình thường. Nhấn mạnh việc chính phủ quyết định thời điểm mở lại đường bay quốc tế từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 là tín hiệu vui. Vietnam Airlines chuẩn bị cho sự phục hồi bay quốc tế bằng việc khai thác thí điểm 5 tỉnh thành sau khi chính phủ cho phép sẵn sàng cho các thị trường Đông Bắc Á và Mỹ. Bên cạnh đó, Vietnam Airlines tiếp tục báo cáo xem xét mở rộng thêm các nước mở đường bay quốc tế như đi châu Âu, Australia, vốn được kiểm soát dịch tốt và dung lượng thị trường người Việt ở nước ngoài nhiều, nhất là sát dịp Tết Nguyên đán. Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế góp ý hướng dẫn về những biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh qua đường hàng không. Theo đó, từ những yêu cầu phòng chống,
Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế góp ý hướng dẫn về biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với những người nhập cảnh qua đường hàng không. Theo đó, về yêu cầu chung phòng chống dịch với người nhập cảnh, trừ những trường hợp trẻ em dưới 12 tuổi, thì Hiệp hội này đề nghị sửa đổi là trừ những trường hợp trẻ em dưới 18 tuổi cho phù hợp với quy định và điều kiện chung trên thế giới. Dù các hoạt động đã trở lại bình thường từ 2 tháng nay ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ, nhưng dòng người đã về quê chưa trở lại như mong muốn, khiến việc sản xuất kinh doanh ở đây cũng khó khăn. Và đây cũng là nội dung được phản ánh ở trên bài viết Trở lại đô thị trước Tết tìm việc dễ hơn được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ. Các chuyên gia cho rằng trở lại đô thị trước Tết dễ kiếm việc hơn vì nhiều lý do. Báo cáo Quốc hội gần đây, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho hay, cao điểm của đợt dịch COVID-19 thứ tư đã có khoảng 1,3 triệu lao động từ các đô thị lớn về quê. Qua khảo sát, khoảng 30% người dân có nhu cầu quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, 30% muốn chuyển sang lĩnh vực khác ở địa bàn khác, khoảng 40% còn lại muốn có việc làm tại quê nhà. Ông Dung cho rằng các địa phương như là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai cần có các chính sách vận động thuyết phục người lao động quay trở lại. Theo ông Đào Quang Vinh, nguyên viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, lao động nhập cư chưa có ý định trở về đô thị lớn như là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai là do dịch bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn. Lao động nhập cư chủ yếu tự do tìm kiếm việc làm hoặc do người quen giới thiệu và thường chọn công việc thu nhập cao, thời gian làm việc linh hoạt. Nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân nhận định, cơ bản người lao động rời các đô thị lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai sẽ quay trở lại bởi lẽ việc làm tại quê có nhưng mà không đáng kể. Thêm nữa, nhu cầu tuyển dụng dịp Tết sẽ tăng vài chục phần trăm do các doanh nghiệp tăng tốc sản xuất để hoàn thành đơn hàng trong nước lẫn xuất khẩu. Theo ông Huân, giải pháp cấp bách lúc này là các địa phương phải có kế hoạch tiêm chủng, xét nghiệm, hỗ trợ tiền tàu xe, thuê nhà giá rẻ để đón lao động trở lại thành phố. Thưa quý vị, khép lại chuyên mục điểm báo ngày hôm nay là bài viết được đăng tải trên báo điện tử vnexpress.net, bài viết với nhân đề Hàng Tết ế ẩm. Khảo sát của phóng viên vnexpress.net tại các hệ thống cửa hàng, siêu thị thành phố Hồ Chí Minh cho thấy sức mua các sản phẩm Tết chưa có chiều hướng gia tăng và thậm chí giảm từ 10 đến 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Chị Oanh, chủ cửa hàng tạp hóa trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp cho biết, năm nay sức mua sỉ và lẻ hàng Tết giảm 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu thời điểm này năm ngoái các đại lý đặt cả tấn hàng để trữ cho dịp Tết, hiện họ chỉ mua lai dai để bán hàng ngày. Tương tự, quản lý tại siêu thị Copmart Quang Trung cho hay, thời điểm này năm ngoái đã có nhiều khách hàng đặt giỏ quà Tết, còn giờ thì chưa có động tĩnh gì. Nhiều mặt hàng đang kích cầu giảm giá nhưng vẫn thừa thớt khách. Theo bà, để kích cầu, tăng sức mua những tháng cuối năm và cận Tết Nguyên đán, năm nay doanh nghiệp sẽ thực hiện khuyến mãi giảm giá từ 10 đến 20% đối với nhóm sản phẩm chế biến. Vinsan cũng cho biết đã lên kế hoạch các chương trình giảm giá Tết năm 2022 với nhiều mặt hàng. Tương tự thì hệ thống các siêu thị ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tích cực tổ chức các chương trình kích cầu sức mua xuyên suốt từ nay cho tới cận Tết Nguyên đán. Trong phần tiếp theo của chương trình, dịch COVID-19 không chỉ đe dọa sức khỏe, tính mạng của mỗi người mà nó còn kéo theo nhiều hệ lụy trong xã hội. Tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực giới đang gia tăng chóng mặt, khiến nhiều phụ nữ phải thốt lên chua xót. Thà là F0 để được đi điều trị, được cách ly, còn hơn phải ở nhà để chịu bạo lực đòn roi. Mới đây, một công ty xây dựng ở Texas của Mỹ đã tạo ra cỗ máy nén gạch siêu bền từ bùn đất, dựa theo công nghệ từ 10.000 năm trước có thể chống cháy và mưa bão. Hòa chung với bầu không khí Giáng sinh trên toàn thế giới, mới đây, cây thông Noel khổng lồ tại quảng trường Thánh Peter ở Vatican đã được thắp sáng rực rỡ. Thưa quý vị, dịch COVID-19 không chỉ đe dọa đến sức khỏe tính mạng của mỗi người, mà nó còn kéo theo nhiều hệ lụy trong xã hội. Một trong những hệ lụy đó là tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực giới đang gia tăng một cách chóng mặt. Những lo lắng về dịch bệnh chỉ là bề nổi ngoài xã hội, nhưng trong mỗi con hẻm, mỗi căn hộ là biết bao những mối nguy hiểm, nỗi ấm ức của những người phụ nữ ngay chính tại ngôi nhà của mình. Vâng, và thật chua xót khi có những người phụ nữ phải thốt lên rằng thà là ép không được đi điều trị, được cách ly, còn hơn phải ở nhà để chịu những bạo lực đòn roi. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện này trong chuyên mục Câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay của chúng tôi ngay sau đây. Rất là nhiều so với ngày trước là nhiều hơn. Cái thời chưa có Covid thì còn đỡ, bây giờ Covid thì tiền thì không có thì nó xảy ra cái mâu thuẫn cãi cọ nhau ra rất là nhiều. Cái thời đang cách ly ấy, hôm đấy là chị muốn tiền thì đi khám bệnh ấy, chị bị bệnh chồng dạ dày ấy, xong đòi tiền thì anh
bảo là không có, nhưng mà tài khoản là anh cầm hết, anh bảo không có, nhưng mà bảo là em cũng chẳng có tiền, em bảo lúc nào, anh bảo lúc nào cũng tiền thì Covid thì chả làm ra tiền, lúc nào cũng đòi. Anh nhìn anh nóng tính, anh chỉ với vừa đi, anh chỉ là lúc thì đòi tiền, lúc thì xuống thì viện chuyện thế này thế kia, thì bảo có viện gì họ, em vừa mới nghe họ bảo anh là ngủ đi đừng nhắn tin nữa hay. Bảo thế anh để cho em xem kiểm tra điện thoại tin nhắn, anh xem anh có nhắn cho ai. Anh bảo không cho điện thoại thì chị đang cầm, chị ra dưới thế này, anh cắn vào tay thủng cái tay thế này chảy máu ra. Tôi chỉ bỏ ra, xong là anh ấy còn bảo là thích chết rồi, xong anh còn tát một phát. Đây là một ngôi nhà tạm lánh cho những phụ nữ bị bạo lực giới, một nơi an toàn cho họ và các con. Có những người phụ nữ thậm chí muốn mình là F0 để được đi cách ly và không phải đối mặt với người chồng vũ phu mỗi ngày. Tại hội thảo hỗ trợ người bị bạo lực giới trong bối cảnh COVID-19 diễn ra ngày 15 tháng 12 tại Hà Nội, những câu chuyện chua xót đã được kể lại, những con số giật mình được nêu ra. 6 tháng đầu năm 2021, Tổng đài Ngôi nhà Bình Yên thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp nhận hơn 1.300 cuộc gọi, tăng 140% so với năm 2020, trong đó hơn 1.000 cuộc là từ phụ nữ báo bị bạo lực. Tại Hà Nội, nửa năm qua, nhà Bình Yên đã cứu mang cho 74 người, tăng 120% so với cùng kỳ. Trong đợt dịch thứ tư vừa qua, số phụ nữ ở các tỉnh miền Nam gọi đến cầu cứu chiếm 30% tổng cuộc gọi cả nước. Nghiên cứu của chúng tôi cũng chỉ ra rằng là trong những gia đình mà không có thu nhập hoặc là thu nhập thấp hơn rất nhiều trong cái thời kỳ Covid thì bạo lực tăng lên rất nhiều, có cái mối quan hệ thuận rất là rõ ràng. Những gia đình nào mà thu nhập giảm đi một chút thì cái tỷ lệ bạo lực nó cũng ít hơn. Chứ còn những gia đình nào mà thu nhập không thay đổi thì cái tỷ lệ bạo lực rất là nhỏ. Đấy, thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái tác động của Covid nó rất là nghiêm trọng đối với cái câu chuyện mà bạo lực có thể xảy ra. Không giống như các cuộc khủng hoảng tài chính và y tế công cộng toàn cầu trước đây, Covid-19 đặc biệt gây bất lợi cho phụ nữ. Đại dịch đã buộc các chính phủ phải đưa ra các biện pháp giãn cách xã hội chưa từng có, làm gia tăng các nhiệm vụ gia đình và trách nhiệm chăm sóc vốn đang đặt lên vai phụ nữ nhiều gánh nặng hơn nam giới, mất việc làm và thu nhập, cùng với sự lo lắng gia tăng liên quan đến sinh kế và nỗi sợ hãi về virus, làm gia tăng căng thẳng cho các hộ gia đình. Đối với chị em bạo lực phụ nữ thì là thật sự là một mối nguy hiểm đối với chị em. Thì vì như thôi thì là hiện tại là trước kia cái năm 2020 ấy, thì tôi hỗ trợ trong cái báo cáo của tôi ấy, thì hỗ trợ tầm khoảng 20 đến 25 ca, nhưng riêng năm 21 thì tôi đã hỗ trợ hiện đến bây giờ đã 37 ca rồi. Thế thì cái sự gia tăng đấy tôi thấy là nó rất là tuy là đấy là những trường hợp là họ gọi đến tôi thôi, còn nhưng ngoài xã hội còn rất là nhiều. Gia đình là nơi an toàn và bình yên nhất, nhưng với nạn nhân bị bạo lực, khi cánh cửa khép lại, ngôi nhà lại giống như một con phố không ánh sáng, hiểm nguy rình rập nhưng lại khó lên tiếng. Phong tỏa khiến khả năng thoát khỏi bạo lực càng khó khăn hơn. Trong nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội và Trường Đại học Y tế Công cộng thực hiện trên 303 phụ nữ bị bạo hành ở Hà Nội vào tháng 9 năm 2020, 84% phụ nữ cho biết các hành vi kiểm soát xảy ra nhiều hơn trong thời gian này, 72% phụ nữ báo cáo bị bạo lực kinh tế nhiều hơn, 91% báo cáo bị bạo lực tinh thần nhiều hơn, 93% báo cáo tần suất xảy ra bạo lực thể xác nhiều hơn, trong đó có 56% từng trải qua các hành vi bạo hành thể xác nhiều hơn 5 lần, 79% báo cáo bị bạo hành tình dục nhiều hơn trong dịch. Trong khi mà Covid xảy ra thì các nạn nhân vô cùng lúng túng, họ bị đánh đập, họ bị hành hạ, nhưng mà họ chấp nhận. Có người nói rằng là không sợ Covid bằng là bị đánh đập, mà bị sỉ nhục suốt ngày, mà cái điều quan trọng là không biết chạy đi đâu để tìm kiếm cái sự hỗ trợ cả. Bạo lực giới gia tăng trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Đáng ngại hơn, việc hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực giới gặp vô vàn khó khăn do dịch bệnh. Các lực lượng chức năng, từ công an đến nhân viên y tế, lực lượng công quyền đều ưu tiên phòng chống dịch lên hàng đầu. Vậy nên bạo lực giới, bạo lực gia đình lại càng khó giải quyết, nạn nhân càng khó được hỗ trợ. Chị có gọi cho công an viên và trưởng xóm với lại tổ trưởng câu lạc bộ ấy, nhưng mà gọi cho trưởng xóm bảo như thế là cái chuyện riêng của gia đình, tự gia đình giải quyết lấy, thì họ thôi, họ không đến. Cán bộ cụ thể có khi họ cũng không biết được, là họ cũng không đủ kiến thức
và đủ kỹ năng để hiểu được rằng là đây không phải là cái câu chuyện cá nhân và gia đình, mà nó là câu chuyện liên quan đến pháp luật và sự an toàn của một con người. Đa số là có chồng đi làm ăn xa nhưng vì dịch nên không đi được, nên là mới về thì bây giờ là ở nhà vợ chồng, hai vợ chồng. Thứ nhất là kinh tế khó khăn, thứ hai nữa là không có, vì là va chạm suốt ngày cho nên xảy ra bạo lực rất là nhiều, nên là cái sự hỗ trợ của họ đến với chúng tôi đã khó rồi, còn chúng tôi hỗ trợ đến các chị em lại càng khó hơn. Cho nên là đến lúc khi chúng tôi gọi đến thì nó cũng không kịp thời, cho nên là nhiều chị em mà khi gọi đến là chị em đã bị đánh rất là đau rồi. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị sửa luật phòng chống bạo lực gia đình theo hướng tăng cường các biện pháp bảo vệ các quyền con người. Đặc biệt dự thảo sửa đổi đã xác định người có hành vi bạo lực trong tình trạng đã sử dụng rượu bia cần được coi là tình tiết tăng nặng trong xử lý vi phạm pháp luật về phòng chống bạo lực gia đình. Dịch COVID-19 còn kéo dài và nếu không sớm ngăn chặn tình trạng này thì vẫn có thêm những câu chuyện đau lòng về những người phụ nữ muốn là F0. Đến với phần tin quốc tế, năm 2021, Việt Nam đối diện với thách thức chưa từng có tiền lệ khi đại dịch COVID-19 diễn biến vô cùng phức tạp. Ở thời điểm mà nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai chiến dịch tiêm vaccine, thì việc tiếp cận vaccine của nước ta vẫn còn rất hạn chế. Tuy nhiên, trước những thách thức của đại dịch COVID-19, ngoại giao vaccine được triển khai ở tất cả các cấp, đặc biệt là cấp cao, đã đem lại những kết quả tích cực, góp phần vào các nỗ lực của chính phủ và thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa chống dịch lại vừa khôi phục và phát triển kinh tế. Cảng hàng không quốc tế giai đoạn đại dịch COVID-19 vắng vẻ máy bay thương mại, nhưng lại đón không ít chuyến cập bến của hàng triệu liều vaccine được các nước hỗ trợ. Đây là kết quả từ nỗ lực không ngừng nghỉ của chiến lược ngoại giao vaccine được nỗ lực triển khai ở tất cả các cấp, đặc biệt là cấp cao. Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã thực hiện hàng trăm cuộc điện đàm, gặp gỡ cấp cao để thảo luận về các cách thức thúc đẩy hợp tác vaccine cũng như tiếp cận vaccine với các đối tác trong và ngoài nước. Trong thời gian ngắn, ngoại giao vaccine đã mang về cho đất nước hàng chục triệu liều vaccine và nhiều trang thiết bị y tế, thuốc men từ các đối tác song phương, đa phương cũng như kiều bào ta ở nước ngoài. Tôi rất vui mừng thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ viện trợ thêm 1 triệu liều vaccine Pfizer cho Việt Nam. Số vaccine này sẽ được chuyển tới Việt Nam trong 24 giờ tới. Ngoại giao vaccine không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà còn được coi là nhiệm vụ chiến lược dài hạn của chính phủ, tạo điều kiện cho đất nước khôi phục kinh tế. Nhật Bản sẽ hợp tác với Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Nhật Bản. Chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác kinh tế của Nhật Bản và Việt Nam cho giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19. Các kết quả tích cực của công tác ngoại giao vaccine thời gian qua góp phần thiết thực vào nỗ lực phòng chống dịch trong nước, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Tới thời điểm này, Việt Nam là một trong 20 nước trên thế giới có số liều vaccine tiêm chủng nhiều nhất. Không chỉ dừng lại ở kết quả đẩy nhanh việc tiếp nhận vaccine từ nước ngoài, công tác ngoại giao vaccine đã đưa Việt Nam đứng trên bản đồ các quốc gia có đủ năng lực sản xuất vaccine. Tuy nhiên, theo nhiều dự báo, trong thời gian tới, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và chưa thể kết thúc trong tương lai gần. Nguy cơ bùng phát các đợt dịch mới vẫn còn. Tình trạng thiếu hụt vaccine, thuốc điều trị vẫn nghiêm trọng, nhất là ở các nước đang phát triển và kém phát triển. Do đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác ngoại giao vaccine sẽ góp phần thể hiện sự chủ động, thích ứng của ngoại giao Việt Nam trước thách thức chưa có tiền lệ, đặt lợi ích quốc gia và người dân là trung tâm trong quyết sách. Hòa chung với bầu không khí Giáng sinh trên toàn thế giới, mới đây cây thông Noel khổng lồ tại quảng trường Thánh Peter ở Vatican đã được thắp sáng rực rỡ, thu hút đông đảo khách tham quan từ nhiều địa phương. Cây thông năm nay cao 28m được chuyển đến từ một khu rừng trên dãy núi Dolomite ở biên giới giữa Italy và Áo. Cây thông được thu hoạch là một phần của dự án phát triển bền vững và được trang trí bởi những món đồ gỗ thủ công. Trong khi đó, khung cảnh Chúa Giáng sinh năm nay lại do các nghệ sĩ Peru tạo ra. Những bức tượng nhỏ được làm từ thủy tinh, gỗ và gốm sứ. Khung cảnh độc đáo này đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng. Cây thông và cảnh Chúa Giáng sinh sẽ được trưng bày từ nay đến ngày 9 tháng 1 tới.
Năng lượng tái tạo từ mặt trời và gió thường khó tích trữ. Đây là rào cản chính trong nỗ lực chuyển sang năng lượng tái tạo của toàn cầu. Tuy nhiên, tại Kibun Yahen, người dân đã bắt đầu sử dụng công nghệ mới có thể tích trữ năng lượng mặt trời và sản xuất năng lượng cả vào ban đêm. Hệ thống này do công ty All Green Energy Israel phát triển, không giống như các hệ thống tốn diện tích trên bề mặt đất. Công nghệ của All Green Energy chỉ cần một thùng thép mỏng với lớp lót polymer đặc biệt, được lắp đặt ngay tại nguồn năng lượng với giá thành rẻ hơn. Đây là dự án lưu trữ năng lượng chỉ cần nước và không khí đầu tiên trên thế giới. Điện được lưu trữ dưới dạng khí nén trong các bể ngầm dưới mặt đất. Vào ban ngày, năng lượng thừa từ các tấm pin mặt trời sẽ được chuyển xuống một hệ thống hơi nước. Hệ thống này cô đặc không khí trong thùng chứa dưới lòng đất. Sau khi mặt trời lặn, không khí được giải phóng để cấp năng lượng cho tua bin và tạo điện. Chu trình này được lặp lại vào buổi sáng. Công nghệ có tên e-battery này của All Green Energy đạt hiệu quả 80% trong tích trữ năng lượng. Bảo quản pin có một số nhược điểm. Pin làm từ vật liệu độc hại nên chúng tôi không thể vứt chúng đi một cách dễ dàng. Chúng có thời gian sử dụng ngắn, một số nguyên liệu để sản xuất pin cũng sẽ thiếu hụt trong tương lai. Hệ thống của All Green không có những nhược điểm này, nó hoàn toàn không độc hại và có tuổi thọ lâu hơn. Thế giới đang tìm cách loại bỏ nhiên liệu gây ô nhiễm, tìm đến các nguồn năng lượng tái tạo. Đột phá mới trong công nghệ lưu trữ năng lượng tái tạo có thể sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho việc tìm kiếm giải pháp về vấn đề ô nhiễm môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Căng thẳng giữa Belarus và EU tiếp tục leo thang khi hai bên tuyên bố sẵn sàng áp đặt và đáp trả các biện pháp trừng phạt cứng rắn lẫn nhau. Mới đây, Tổng thống Belarus tuyên bố sẽ sẵn sàng ngừng vận chuyển khí đốt tới châu Âu nếu như phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt mới. Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình, Tổng thống Belarus cho biết sẽ sẵn sàng cắt đứt vận chuyển khí đốt tới châu Âu nếu các biện pháp trừng phạt mới của phương Tây áp đặt nước này vào tình trạng khẩn cấp. Nếu các biện pháp trừng phạt mà họ áp đặt hoặc sẽ áp đặt trong tương lai đẩy chúng tôi vào tình thế khốn cùng và chúng tôi không còn cách nào khác để đáp trả các biện pháp trừng phạt của họ, thì chúng tôi cũng sẽ phải sử dụng biện pháp cứng rắn này. Trước đó, Tổng thống Belarus cũng nhiều lần nói về khả năng trả đũa như vậy đối với hành động trừng phạt của các nước châu Âu. Trung tuần tháng 11, ông Lukashenko trong cuộc họp với chính phủ đã cảnh báo Liên minh châu Âu trong trường hợp mở rộng các lệnh trừng phạt sẽ cắt đứt việc vận chuyển khí đốt đến châu Âu đi qua đường ống dẫn khí đốt xuyên quốc gia Yamal châu Âu. Trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga, nhà lãnh đạo Belarus cũng tuyên bố sẵn sàng dừng việc vận chuyển các nguồn năng lượng nếu Ba Lan thực hiện lời đe dọa đóng cửa biên giới với Belarus. Cùng với Mỹ, các biện pháp trừng phạt đối với Belarus đã được Hội đồng Liên minh châu EU và các cơ quan chức năng của Anh áp đặt. Gói trừng phạt thứ 5 của EU đối với Belarus quy định các hạn chế đối với 11 pháp nhân đã tham gia vào việc vận chuyển người di cư, tập hợp họ trên lãnh thổ Belarus và vận chuyển đến biên giới các nước. Danh sách cũng bao gồm các đối tượng thuộc ngành công nghiệp hóa chất, ngành hàng không và ngành sản xuất phụ tùng ô tô. Danh sách trừng phạt mới của EU còn bao gồm 17 người bị cáo buộc liên quan đến việc vận chuyển người di cư và vi phạm nhân quyền ở Belarus. Một người đàn ông tại Anh vừa lập kỷ lục thăng bằng vật nặng bằng đầu. Điều đáng nói đây chỉ là một trong gần 100 kỷ lục mà người này đang nắm giữ. Trong bộ đồ ông già Noel, ông John Evans, 74 tuổi, đã đội lên đầu một chiếc ống khói. Ống khói nặng 162 kg. Với khối lượng này, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến ông gặp chấn thương nặng. Với 20 giây giữ thăng bằng trên đầu, ông John đã thiết lập kỷ lục thứ 99 của mình. Ông đã phát hiện ra tài năng của mình từ khi còn là một thiếu niên, làm việc tại các công trường xây dựng. Trước đó, ông đã lập kỷ lục bằng cách đội trên đầu nhiều thứ khác nhau như gạch, thùng gỗ hay xe ô tô. Ông John cho biết sẽ lập kỷ lục thứ 100 trước sinh nhật 75 tuổi. Một con cá mặt trăng khổng lồ mới đây đã xuất hiện tại một bãi biển ở bang California của Mỹ. Loài cá này được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xếp vào danh mục động vật dễ tổn thương do số lượng ngày càng sụt giảm bởi nạn đánh bắt quá mức. 10 kg. Khối Saphir được tìm thấy ở khu vực Ratnapura cách đây 3 tháng và được trưng bày tại nhà của một trong những chủ sở hữu mỏ đá quý ở Honara, cách thủ đô Colombo 65 km về phía nam. Đây có thể là khối Saphir lớn nhất thế giới. Nó được tìm thấy dưới một mỏ đá quý. Bên trong nó có thể là màu xanh guada. Nếu như vậy thì giá trị của nó là cực kỳ lớn. Ratnapura được mệnh danh là thủ phủ đá quý tại quốc gia Nam Á, vốn là nhà xuất khẩu hàng đầu đá Saphir và các loại đá quý khác. Gần 90% tất cả các loại đá quý Corindo được tìm thấy trên thế giới đến từ Sri Lanka.
Năm 2020, quốc gia này kiếm được khoảng nửa tỷ đô la Mỹ thông qua việc xuất khẩu đá quý, kim cương và đồ trang sức. Phần cuối của bản tin cuộc sống 24 giờ sáng nay là những thông tin thời tiết đến từ biên tập viên Vân Trang. Vâng, xin được mời chị Vân Trang có thể chia sẻ thông tin cho quý vị khán giả. Xin chào trường quay, xin chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, tại thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh thành miền Bắc, do nằm trong khối không khí lạnh suy yếu nên trời nhiều mây về đêm và sáng, sương mù xuất hiện nhiều khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp. Quý vị chú ý khi lưu thông trong khoảng thời gian này. Đến trưa chiều thì trời giảm mây hửng nắng yếu, nhiệt độ cao nhất ngày tại thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh miền Bắc phổ biến dưới mức là 26 độ, trời lạnh về đêm và sáng. Với khu vực Trung Bộ, thời tiết cũng ổn định hơn trong hôm nay. Tại thành phố biển Đà Nẵng, trời phổ biến ít mưa, tuy nhiên do còn nhiều mây và tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ ngày đêm vẫn ở mức thấp. Cao nhất trưa chiều đạt mức là 26 đến 27 độ, đến tối thì nhiệt độ giảm về ngưỡng là 22 cho đến 23 độ, trời lạnh. Dự báo từ ngày mai, ngày 17 tháng 12 thì mưa sẽ gia tăng tại Đà Nẵng cũng như các tỉnh miền Trung. Quý vị lưu ý để có kế hoạch sinh hoạt phù hợp. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như khu vực Nam Bộ, các hình thế gây mưa không xuất hiện nên trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất ở mức là 32 đến 33 độ. Đến tối nhiệt độ giảm về ngưỡng là 25 đến 26 độ, trời dịu mát. Nhìn chung thời tiết thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân, song do dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, quý vị cần tuân thủ nguyên tắc 5K để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong hôm nay. Thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuộc sống 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.